advised, gas is closing in. Proceed to the safe zone. Bây giờ mình nhảy xuống hôm nay đi, thằng kia mình nhảy dưới sớm á, bay đi. Tìm cái nhà kho này nhá. Ok, ra tận nhà đi. Tìm một chỗ đi, tìm một chỗ đi. Đang bật cái map lên, vẫn kiểu như đánh dấu, ấn mẹ đi. Target. Nhà nào tiếng ù có bom thật nhỉ? Là có hòm, tiếng nhà có hòm, có hòm có súng ngon đấy. Có người ở đây em đang đến, nó đang đến. Em dưới chân này. Rồi rồi, nó chạy bên cạnh hay sao? Ngồi xuống bò nhá, ngồi xuống bò để không bây giờ đến đâu. Không, không có, không có. Trên này có khẩu súng này, ai lên đấy. Thằng kia đi gần nhau anh ơi, còn còn gì còn cứu dễ không em, được đi lẻ tẻ đấy, cứu được. Dạ, yeah, gần mình là đỏ kia, bản đồ kia, đi kia, màu đỏ thì bản đồ là nó ở gần đấy. Moving. Đi theo một hướng ping thôi. Drone là để soi đấy. Nó là cái skin để mày ấn LR thì nó sẽ bật drone lên, mày ngồi góc mày soi cho đồng đội. Góp tiền anh em ơi, ra cái hòm đồ phía này góp tiền nào. Để mua thính nào, đây này. Ra đây đi. Đủ tiền rồi nhé. Đủ 6.000 rồi. Đủ tiền mua thính rồi. Cần ra hòm mới cần được con được canh ấy. Mua ở nhau ở trên này thì phải. À không, chỗ cho loot, chỗ cho loot. Gần đó. Đây ra, ra đây em ơi, lấy tiền này, có còn tiền mua. Em có UAV rồi, em nhặt được cái UAV. Cần thính hơn. Để lấy súng đã. À tiền này, vứt cái tiền ra anh em. Ôi em 5.000 luôn rồi. Vứt ra, vứt ra. Anh đây là súng trị đây anh em ơi. Thằng quân, quân này, quân này giáp này, quân này để, lấy giáp đi này. Còn lại vứt cho ta. Đây, súng đi. Có ai có đạn sấn hiếp không? Đạn sấn hiếp ấy. Ừ, đánh đi. Tầm một bom khói đi em ơi. Tầm một bom khói nhé. Để chúng ta có gì cứu rồi. Thằng kia sửa giáp đi quân này. Ok, chặt súng ra full đấy. Đừng nghĩ nhận gì nữa. Đưa tung tắc vào loot rồi. Anh em có thể đứng ở đây đợi bọn ở trên pháo đài đi vào đây luôn. Phải vào bom à. Ta lên để ra tất cảnh ra. Chúng ta cứ đi loot. Em đi kiếm đạn súng tỉa đấy. Súng tỉa, ok đấy, phải nãy mới xuống nè. 16 viên này, lấy đi, không dùng. Boxer high caliber. Does anyone need this?
cái hầm nữa. Anh lên trên này đứng nha. Trên đầu này, máy bay này. Trên đầu. Trên cao rồi. Lên luôn anh ơi. Lên núi. Có cái khẩu bắn tỉa ở dưới đấy. Đó, hẳn nha, lên núi bắn nha. Ừ. Thằng này súng lục thôi. Đó, không chạy được đâu. Tìm ra trên núi đi. À chết rồi, thế chết hai thằng rồi. Ở đây còn nè. Còn. Ôi sao rồi. Mẹ ba thằng rồi, anh em chơi được cả đội rồi. Ui, anh không lên được. Có súng tím này. Treo lên cửa gì ấy. Nó có điểm nhờ đi không em ạ. Máu của sniper vứt ra kiểu gì? Ấn nút xuống rồi chọn một đoạn sniper xong rồi mày ấy vuông. Tự nhiên có đâu mẹ có đoạn. Đây sniper 2 viên 4 viên này. Con này trên này nó chạy xuống đấy, cẩn thận đấy. Moving up. Kia đỏ đỏ, kia đỏ đỏ, kia thấy không? Em ra và lấy này, lấy sniper này đạn ra. Đấy. Không. Mark out, moving. Cẩn thận ở trên pháo đài nó xuống nhá. Anh em lên đây đi, anh em ra cái tháp này đi. Heading in. Nó dễ hơn. Thôi để tôi gọi trên tháp luôn, anh em ở dưới đi. Một người ở trên đi. Để xuống nó dễ, nó bắn xuống. Em anh đứng ở đây nhá, em lên trên này em canh nhá, em có snip à. Ok. Ai có snip thì lên. Chạy một UAV ạ. Đây có UAV bật ra nhá, lái nhá. Không, đừng, khi nào đánh nhau mới dùng UAV thôi. Để khi mà nó gần mình ấy. Đó là ba cái UAV đấy, em cũng có một cái. Vừa liếm rồi. Một cái khác kiểu gì. Trường mình hết ạ. Làm hai mạng ngon vãi. Hình như pháo đài không có ai anh ạ. Không có người chạy. Cứ đợi bo chạy đến em ơi. Đứng canh hẳn bo đấy. Chạy nó phải đến không đến thì mình chạy. Đây là máy bay của cái máy bay này. Đây là máy bay ở cảng này. Đấy là máy bay không? Mẹ. Hostiles in the area. Ô, không có đâu, chạy ở phía cảng nhá. Chạy từ anh Vinh nhá. Friendly loadout drop on the way. Hướng nào? Hướng 300m thì 270 nhá. Ra lock out này. Lấy lock out này. Súng nhá. Có xe anh ơi, có đi xe không? Không đi xe đâu. Ra lấy trình nhá. Got gas inbound. Có thằng bay đi, có thằng bay đi, bên trái. Bình nghe, ấn nút lên đi, anh biết đâu. Gì vậy? Enemies in the area. Sau phải xanh xanh nữa. Ok, thấy rồi. Thấy nghe mình này, mà thấy nghe mình nó chạy rồi. Là lấy thịt, anh em ra lấy thịt, anh lấy đạn. Thấy đạn. Em lấy thịnh đưa nha. Thằng Quân có lấy bắn tỉa không? Có. Từ nhấp cậu cũng tính quay. Mày ra lấy lót ao, mày không có lót ao à? Phải có, lấy lót ao quen. Lúc đấy đã kịp chỉnh đâu, lấy mấy khẩu súng còn đéo ngắm. Tôi lấy cái này rồi. Ok, được rồi.
Và cứ vừa đi với canh bên trái nhá, có một đội thằng bên trái nhảy dù vậy đấy. Vừa đi ngó sang bên trái tí. Cứ lên điểm cao đây, xong rồi nhìn xuống nó dễ. Máy bay tiếng gì ấy nhỉ? Tiếng gì ấy nhỉ? Tiếng tiếng kiểu gọi airstrike. Máy bay. Cầm nhanh. Phải đi. Thằng nhảy du, thằng nhảy du thôi. Chạy nó chạy đi. Chạy nó chạy xa lắm. Kiếm đạn đi em ơi, mới vừa đi, vừa chạy vừa kiếm đạn đi. Vừa chạy vừa lút đi. Mò dài lắm. Lút được khu này đi nếu khi đủ 5.000 mua hòm đạn luôn. Ok ok. 3.700. Ơ lút rồi, sợ cửa kính vỡ hết rồi. Lút rồi nó hết rồi, vừa đi vừa lút rồi. Bà, quân này, mày có đạn xuống trường không? Chưa thấy là thị trường. Chúng của mày đang bắn là thị trường. Mày dùng sắc machine đúng không? Đây phải cái này à. Đúng rồi nói. Sao vậy? Vứt cho mày nó nhịn à. Mày dùng sắc machine đi, vừa đi vừa nhặt cái gì đó đưa cho. Đấy rồi phải bắn. Mày không có ống ngắm thì bắn súng trường làm gì đâu. Đúng là ống ngắm thì mày ưu tiên nó đạn thôi không đấy. Cột xe gió này lên đứng rồi, lên không nhỉ? Lên. Em vừa giết người hướng của anh này. Vừa hiện lâu lâu rồi, có thằng vừa chết. Cơ hội là cái gì nữa? Bên phải mình này. Cái cơ là nếu mà em có nhiệm màu vàng thì em đến đấy em cắm cái con đấy. Em có 1.000. Bên phải mình này bắn nhau này. Ok. Đúng rồi anh ơi, đúng rồi cao, đúng rồi cao. Thấy chưa? Thấy nó chưa? Thấy rồi. Bắn tỉa nhé, 1, 2, 3. Ở giữa đâu kìa? Không tầm nhìn. Sau xe à? Ok, bắn tỉa, anh có bắn tỉa nó đi. Nó trốn thôi. Đi. Một viên bắn tỉa rồi, một viên thấm ít rồi. Đây, để bắn tỉa nhé, để anh cầm tiền cho. Nó vẫn đang đứng sau đấy. Bắn đi, cứ bắn đi, cứ bắn dọa nó cho anh đấy. Ok, nó có 3 rồi, sao rồi. Thế thôi, không lấy được tiền rồi thôi. Nó vừa xử lý thằng nào gần đây ấy. Chắc ngoài bò hết rồi. Tôi lên vào đầu bò bò gà ở đâu đó. Bò này không hồi máu được đấy. Ngoài bò là chết. Còn 26 độ thôi. Từ đồng đội lại đi xuống. Nó có hai đồng trong nhà nhỉ? Trong ngày còn đua với không? Quay đi, dìa bo là phải quay. Em để. Ok, đi vậy nha. Ok, loot được rồi đấy, loot. Như khôi phía đi à. Thì kiếm đi tiền. Nó khôi chưa loot này, hòm hết rồi. Đúng rồi, khu này còn nguyên, lấy tiền. Okay, we're inside. Scan for movement. Does anyone need this? Drone kìa. Chúng ta dùng drone. Tắt điện mua UAV em ơi. Kiếm chỗ mua đồ đi, xong rồi mất tiền luôn.
body armor here. Trên này có một cái có nhiệm vụ màu vàng vàng ngay tiếng u ở đâu ấy, tìm đi. Có nhiệm vụ có tiền 3.000 nhiều hết. À đây. Chào đây hiểu gì nhỉ? Ở trên này làm sao chào được? Mark out. Moving. Cái game này hình như là trèo lên cầu thang mới được, nhưng mà xuống cầu thang là không được. Anh em chỗ này là dìa bo không phải sợ đâu. Tìm 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 được. Cầu thang nó lên. Nó tìm phải lối lên. Tìm lối tìm lối lên. Cái chỗ nhiệm vụ này 3.000 đấy. Này tu anh cứ vứt tiền này, phải mua OV này. Này tiền này tiền tôi lúc. Quân này quân dòng tiền này. Quân này. Đây này. Cái vàng vàng cái này, cái vàng vàng này. Mày có UAV chưa? Mày nhớ mua UAV nhé quân nhá, tí nữa nhá. Có UAV rồi đấy. Move to the next area and seal the perimeter. Đấy, đúng nhá. Gas is moving. New safe zone located. Đây là đúng không? Là đứng một lúc đúng không? Cứu giờ là chiếm điểm, mấy ra đấy mình chiếm cái điểm đấy thì mình sẽ có tiền. Trên đường rút thì mình nhân tiện mình cứ đi to xung quanh nhiều thằng nào không có được có cái hòm ở trên nhà này để em thả drone em đi soi cho. Phải rỗi đi soi. Ai có ai mua ai cả ba thằng đều có UAV hết rồi đúng không? Okay. Em vừa đùm một cái rồi. Cái này này. À. Enemies in the area. Gas is moving. 239 mét sao? Trên đường chạy à? Chỗ này clear anh ơi, chỗ này chẳng có ai đâu. Nó ăn ở đây rồi, nó ăn chỗ này trên đường chạy nữa rồi. Run, get em to the zone. Ra điểm tên cường màu vàng đi, kệ nó. 100 mét rồi. Điểm vào tiếp bản đồ màu vàng để lấy tiền á. Đủ tiền hết rồi. Đi chung. Nhanh nhá, vì bo nó đến sợ không có kịp. Đã có kịp không? Có không kịp, bỏ. Được rồi, bỏ. Ở đây luôn này. Bo, nhìn đâu, bo nó cắn đấy. Không kịp đây. Đúng rồi. Quân ơi đến bo mày dùng mày đến bo mày dùng UAV cho tao nhé. Gần sắp đây rồi. Chúng gần lắm rồi đấy. Mày dùng đầu tiên đi. Mày dùng đi. Gọi đi. Đấy đỏ rồi, gọi đi. Không phải cái UAV đấy rồi, tao dùng UAV rồi mày dùng nhé. Đấy, bên trái. Bắn nha, bắn một ba bắn đấy. Một, hai, ba. Đau một. Đau hai. Tao cứu đi. Thằng bò hết lỏ rồi. Cứ đến gì ở bò anh em quát phát. Quả đấy là xuống. Có ai còn UAV không? Có ai còn không? Anh nghe rồi. Ai mới thoát được cái UAV. UAV là ấn sang trái hay sang phải gì? Không tính trước mặt kìa. Run, get to the zone. UAV đừng có soi đi nhá. Vào cho anh em mình bật UAV bình kia soi nhá. UAV ai có máy bay ấy. Em hết rồi, em chả có lời gì cả. Đúng rồi, chỗ này cao kẹ nữa rồi. Xa kìa.
Nó chạy kìa. Thấy không? Này quá, không bắn được, không bắn được, không bắn được. Bên phải nhá, bắn được, bắn được. Sao 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 à? Đập. Rồi chết được nó rồi. Ủa hai thằng. Thằng nữa. Thằng chết rồi. Thằng nó. À, là bắn được. Ủa. Thằng đấy. Chạy nó giết luôn chứ sợ. Chạy xa ra. Chạy. Anh chạy. Lắp vào cái cây. Trốn đúng rồi. Trốn. Lắp vào đây. Điểm lắp em mà chỉ định tìm cái chỗ nào trốn đi. Đừng đứng chỗ này, lắp quay được. Không sao, nó nhìn nó lên em. Thế chỗ cứu rồi, bao cuối. Lại vào top mấy rồi, còn 4 đội là vào top 4 rồi. Và chúng nó giết nhau. Chỗ đấy ngon mà, cứ lắp đấy, bọn nó kệ. Mình giờ ít người ra chết, chạy lông nhông chết. Trốn đấy. Quả đáng lẽ ra bật UAV thì mình biết luôn. Hết rồi. Bảo thằng kia tao tưởng thằng kia là có cái UAV quét cơ. Nếu ai ngờ được cái máy bay lởm lởm đấy. Drone. Con đấy là con drone. Rồi drone đánh hại. Không, drone tao quét được thằng đỏ đỏ bên kia mà. Quét thằng đỏ cũng phải. Mà UAV nó quét cả bản đồ mà hiểu không? Ừ. Nhưng mà nó nhìn con đấy là quét tay. Tôi lại tưởng ông dùng ông mua lúc mà ở giỏ hàng ừ, rồi tiền cũng đông. Ôi cái chạy mày luôn này. Quay 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 nhít quay nhít lại quay nhít lại. Quay nhít lại. Em bị block hết rồi. Không ra được á? Quay nít lại. Đấy, tìm vào đi em ơi, tìm vào đi. Từ ngồi đấy, đừng thò. Em ơi, chạy sớm, tại vì mày không có lối lên đâu. Mày không có đường để lên đâu. Nhìn kia trước mặt kia. Rồi lấy tiền nó. Chạy luôn đi, mày không có tiền đâu. Mày không có không có lối lên là mày chết đấy. Tìm đường lên. Xong. Sát mép núi. Đi ở dưới. Chạy ngược lại, không được, chạy ngược lại. À, vẫn còn ra. Không lên được đâu, đường dài lắm. Tự nhiên là phí. Rồi, chỗ ai được cái này xong lên. Đi chạy, không tin. Rồi, chấp nhận rồi. Rết à? Chạy lên nào, nhảy lên, cứ nhảy lên đi. Cứ nhảy được. Nhảy đây. Đường núi đâu có nhảy đâu. Rồi. Có một luôn. Cái hai. Ai là số 2 rồi. Chị. Mò cả đấy. Ấn nút gì để xem mình giết bao nhiêu đứa nhỉ? Option nhá, mà R1 này. Nhưng mà hình như là lúc nó vào có cảnh win này nó xin xe này. Thằng ấy đỏ bắn 1.300 dam.